di chuyển đột biến như thế nào. Chia đều đi, nó ăn đây, cậu 10. Cậu 10 kìa. Messi chém bọc đi đuốc kìa, sẽ đây làm rồi. Đó, đây. Đây rồi. Hello toàn thể anh em nhá. Anh quay sang trái em sao nào đây. À, không phải anh em phải đợi lâu nữa, chúng ta vào ngay với cả content buổi tối ngày hôm nay với một team KL Barca cộng 10. Uầy, team này đã gọi là độc nhất chưa nhở? Team của team Barca này đã được gọi là độc nhất chưa? Nhưng mà từ từ á, tại sao có Thiago ở đây nhở? Thiago là có phải Barca đâu? Barca mà. Thiago Barca luôn này. Ở đây từ nhá, để xem những con hàng nào Barca thì mình sẽ để lại. Barca luôn này. Full Barca luôn à? Từ nhá, bình tĩnh xem nào. Valencia này, Valencia như là Tây Ban Nha thì phải. Casares, uầy, Uruguay cũng không phải là Barca. Nhưng mà thôi cũng được. Nói chung là cũng là một cái team KL Barca ấy. Tôi nhìn thấy là ở đây là cộng 7. Cộng 7 tương đương khoảng 8. 8 cầu thủ đúng không? Đây này, 8 cầu thủ thì đó, 8 cầu thủ thì mới được bốc team KL Barca này chứ. Nói chung là team này thì toàn hàng cổ. Tàng từ gọi là từ khoảng 3 năm về trước thì phải. 3 năm về trước, nhưng mà mua được cái team này bây giờ hơi bị khó luôn. Hơi bị khó luôn nha. Bây giờ anh em lấy đâu ra quả Messi Hot này? Messi Hot này chắc duy nhất server mất. Messi Hot này duy nhất server nhá. Rồi từ tôi ngó qua thêm nữa xong mình đi sẽ đi từng cầu thủ một. Đây chúng ta có Coutinho này. Coutinho à, mình dí cả đá LB được không? Coutinho đá LB luôn, không nói nhiều. Ở đây xem có Depay này, Depay đá LB luôn. Memphis Depay cộng 10. Xem có thằng nào không? Xem có thằng nào Barca được không? Ui thằng này Anasan này hơi bị hiếm nhá. Talisca này hơi bị hiếm luôn đấy. Từ đầu tiên thì mình sẽ review đi, review từng cầu thủ 1 cộng 10 xem nào. Tôi sẽ đá sơ đồ 4-3-1-2 à? 4-1-2-3, 4-3-1-2, 4-2-3-1 đâu nhỉ? 4-2-3-1 của tôi đâu? Đây, 4-2-3-1 đây rồi. Và Teng đá ở đây này, Thiago này. Rồi, đầu tiên chúng ta có Lionel Messi mùa hot cộng 10. Uầy, chỉ số thế nào anh em nhỉ? Nice. Wow, Lionel Messi mùa hot cộng 10 như là duy nhất server đấy. Duyên cả cộng 10 là duy nhất server đúng không? Hoặc là nếu có thì chắc chỉ đếm trên khoảng 5 đầu ngón tay thôi. Đấy, 5 đầu ngón tay thôi mà. Chúng ta này, nhìn này, chỉ số này, tiền đạo cánh trái. Thôi xem chỉ số chung đi. Tốc độ lên tới 132, tăng tốc dứt điểm đến 141 và 142. Uầy, đừng có bảo không mê cái team này nha. 141, 142 dứt điểm, được book khoảng 9 level. Messi hot, đúng là hot thật, bổng tay luôn đấy. Quả xịt gió mê vãi trưởng, lực sút 123 này. Nói chung ở cái mùa cũ này thì từ cái khoảng từ lực sút này cho đến sút xa chọn vị trí các thứ thì nó cũng kiểu ở mức trung bình thôi. Ô, chúng ta có một chỉ số nữa đó là giữ bóng 142. Quả này tôi đi C mà tôi dê bóng từ giữa sân cho đến tận gôn luôn. Đấy, cứ nháy C thôi. Giữ bóng thế này thì ai lấy được? Mà cầm Messi thì anh em biết phong cách của Messi rồi gì đó. ZD, cứ ZD thôi, bóng cong như trái chuối. Quả này ZD đúng kiểu một vòng trái đất luôn đấy. Một vòng trái đất. Rồi, ở đây xem nào. Lắp chỉ số ẩn. Từ nha, xem còn thiếu chỉ số ẩn gì nhở. Mình sẽ lắp thêm quả chỉ số ẩn. Ở đây là cứng như thép này. Sút xoáy này, sút xa, ma tốc độ này, kiến tạo này, bấm bóng này, qua người. Tinh tế à? Mình sẽ bút quả tinh tế là hợp lý này. Ui, tất cả con này được cộng hết cả chỉ số ẩn nữa này. Thêm chỉ số ẩn nào bây giờ? Siêu cản phá. Messi này có xoay Anthony không? Hay là để tránh sai chân thuận? Tôi nghĩ để quả tránh sai chân thuận là ok đấy. Cá nhân này xoạc bóng để vào đâu ấy? Truyền dài đánh đầu mạnh ném biên rất xa. Phổi á? Xoạc bóng như thầy Messi có tinh tế là ngon rồi. Làm cái thánh chuyền bóng là ngon. Thánh chuyền bóng à? Thiết lập nhá. 40.000 PB. Thôi mình nhiều tiền mà. Thánh chuyền bóng luôn. Thôi. Mới về. Wow. Rồi tiếp theo chúng ta có Thierry Henry ở một thẻ NHD cộng 10. Chỉ số thì nó chỉ số của Thierry Henry bây giờ nó chỉ ngang vào khoảng mùa MC8 thôi. Ngang khoảng mùa MC8 thôi. Đó, MC8 thôi nhưng mà nhìn nó hàng cổ. Đấy. Rồi tiếp theo chúng ta có Pedro EBS cộng 10, lương 16. Wow, ma tốc độ hợp lý luôn. À không, ma tốc độ không được. Để có tinh tế đi. Để tinh tế đi. Rồi. Rồi chúng ta tiếp theo có Thiago mùa E21 cộng 10. Wow. Mình đổi lại được không? Đổi lại thế này đi. Boateng à? Thiago đánh chuyển bóng là hợp lý. Tôi nghĩ là hợp lý. Rồi chúng ta đến Boateng. CAM này. Chỉ số dễ bóng 132. Nói chung là chỉ mức gọi là mức trung bình so với cả mùa thẻ cộng 8 hiện nay thôi. Hoặc là mình có thể thay cho Rafinha này.
Rafinha thì đá CM. Rafinha này đá được quả CM không nhở? Thiago đá CM ok rồi. Giữ bóng 133. Boateng thôi được, mình cứ test thử quả CM Boateng đi. Rồi chúng ta có Busquets ở một thẻ 20U, không có chỉ số ẩn. Nhưng mà cái này mình sẽ để quả gì ở thánh chuyền bóng đi. Hoặc là phất bóng. Phất bóng ở đâu nhỉ? Quả năng khả năng quy đúc kiến tạo này, chuyền bóng xuất sắc này. Đấy. Siêu cản phá, cần gì phải siêu cản phá. Rồi, đặc biệt cánh trái đây chúng ta có cu tí nhỏ. Tôi cho đá LB luôn thì anh em phải biết rồi đấy. Cu tí nhỏ đá LB luôn thì mình sẽ lấy quả siêu cản phá này. Siêu cản phá của tôi đâu rồi? Siêu cản phá tung người cả phá bóng. Rồi. Tiếp theo chúng ta có Pique ở một thẻ 20A cộng 10. Siêu cản phá là hợp lý rồi. Chỉ số không có gì để đáng bàn cả. Bây giờ tại vì lương 15 mà, không có gì đáng bàn cả. Nó chỉ đẹp ở phần cộng 10 thôi. Rồi ngoài ra có Bouillon NHD cộng 10. Tốc độ ui, chạy chậm điên. Chỉ số là siêu cản phá là ok này. Sức mạnh 121, nói chung là gọi là team kỷ niệm thôi. Đấy, team kỷ niệm. Chứ còn để mà giá trị sử dụng thì tôi nghĩ là không cao. Không cao một tí nào. Ngoài ra chúng ta có thêm cả Depay. Depay ở mùa thẻ LH cộng 10. Đánh đầu mạnh à? Tôi cần siêu cản phá. Siêu cản phá đâu nhỉ? Đây rồi, siêu cản phá. Mấy con LB toàn siêu cản phá hết. Tung người cả phá bóng. Đố được bạn khi được bàn. Rồi, rất tiếc là không có một con hàng GK nào ở team Color Barca này cộng 10 cả. Nhưng mà thôi, chúng ta dí tạm của Casillas được. Dí tạm của Casillas ở một thẻ The Moment cộng 4. Từ từ nhá. Đập lên được cộng 4 này cũng cả một vấn đề đấy. Casillas The Moment cộng 4 thì bay như chim luôn à. Ui, chỉ số 135 này. Chọn vị trí 138, phản xạ đến 136, phản ứng 135. Ui. Nét thế nhờ. Vào ngay trận đấu đầu tiên nhờ. Nhưng mà trước đó chúng ta vào chiến thuật đợi cái sẽ nào. Áp lực khi xử lý bóng lỗi này. Thấp. Chiến thuật đơn. Xẻ nách chạy chỗ ok này. Đột phá xâm nhập vòng cấm và chọc khe này. Đột phá xâm nhập vòng cấm và chọc khe. Thiago này thì mình sẽ để như nào nhỉ? Hai con này thì mình sẽ để luôn luôn chống cánh đi. Luôn luôn chống cánh đi. Đó. Di chuyển từ cánh vào trung tâm này. Đâu nhỉ? Di chuyển từ cánh vào trung tâm. Hai thằng này khác gì hai tiền vệ cánh của mình đâu mà tạt nó có bàn luôn. Nhưng mà mình sẽ để của xuống 22 thôi. Xuống 22 này. Con này để công 1 thủ 3 này. Con này để 22 là ok. Công 3 luôn. Rồi, không có gì thay đổi từ phòng thay đồ á. Tôi làm quả mỏ Barca đó. Nếu mà anh em thích nhá. Bouillon tiền đạo cánh. Nếu mà anh em thích. Này, Bouillon đã cắm luôn này. Chất chơi chưa? Không nói nhiều. Ở đây chúng tôi cũng thích nói nhiều. Messi cả quả bóng bằng đầu luôn này. Bouillon SP luôn này. Đuổi đấy, mày đuổi hộ, đuổi hộ. Đuổi hộ luôn. Giờ làm gì vậy? Đây này, góc vượt này. Bouillon chạy như cái máy. Messi đâu nhở? Di chuyển đột biến đi xem nào. Thierry Henry NHD cộng 10. Nó búa kìa. Kịp không nhở? ZA rồi. Trời ơi, biết là ZA rồi mà. Không đỡ được quả đấy. Đây này. Úi giời, NHD cộng 10. Thì ra lại một nhịp. Đơn giản quá nhờ. Đấy chưa, tôi bảo rồi mà, đè C vẫn là ăn được nha. Với cả NHD cộng 10 này, cái gì mình có thể làm được. Trong tình huống ở trong vòng cấm này, chỉ cần đối thủ động vào người thôi là mình lăn vạ. Messi chém quả quy đúp kìa, rét đề ăn rồi. Đó, đó đi. Ô, chạy được. Đó. Ôi. Bùng nổ. Đúng không thầy, đúng không? Cậu lên. Đi lên. Đi lên, cậu lên hơi khó rồi, rất đê ra chẳng làm được. Ra đê nó hơi đơn giản nhỉ? Tao nào mà ra sử chiêu tôi cái thì dù phẹt luôn. Non rồi. Non rồi. Messi vẫn yếu thế nhở?
đè C rồi mà. Mười đi à? Không có nhưng. Messi, trời ơi không được. Một pha phối hợp người ta gọi là gì nhỉ? Đẹp như tranh vẽ luôn đấy. Đá nó phải như thế, nó phải chất như thế. Thế là à? Ơ? Là... Thế là nếu bàn thắng này anh em cái chắc tôi thấy nhiều rồi, nhưng mà chắc là thấy khó đấy. Được quá nhỉ. Làm nhanh, chuẩn, đúng nhịp, không phải được. Út đi bay rồi bên là. Cái trái có Putin nhỏ. Ôi. Cú là lên tay nhỉ. Đi đi. Thế đấy, một ai công được, chắc mỗi cái này công được, mỗi cục an ninh mạng công được. Nhưng mà để bây giờ mà so trình thì sẽ gầu mình tương đương của tầm tinh anh. Thôi, nói đi, ông nói phép nó cũng ngại rồi. Nói thật đấy, ông nói phép cũng ngại luôn đấy. Đúng, chính xác. Tầm tinh anh 3. Tinh 3 là gì nữa, tinh 3 là cơ bản mà. Mà nó bội gánh xé một bên trái. Tình ảnh của chúng tôi gánh sẽ ép ở bên cà mà cứ kêu tình anh chịu thật. Lỗi rồi. Không biết thưởng ai chuyển đi đâu, dưới này đó. Đó, không chuyển đâu. Bây giờ nó mới chuyển. Đó, không chuyển đâu, nó mới chuyển giữa mà. Bây giờ nó chuyển chúng tôi để bây giờ mùa tốt kìa. Nhưng mà vẫn win trận này. Chuyển này đã. Đây đúng không? Thế là ăn đúng thôi. Đây mới ăn này. Sổ cái chân trái của Messi. Đúng cái góc sở trường luôn. Phản công mẫu mực. Thế là vì chắc là một rút lên luôn đúng không? Rồi. Làm quả phu ăn vạ đi á. Phu ăn vạ nó chả được cái gì ý. Được ăn vạ, ăn phu ăn vạ. Không, nhưng mà mình đối thủ có soạc mấy đâu. Bây giờ này đang đoán được này nhá, ừ. Chuẩn ra nhá. Kéo hai thằng cả thằng ấy lên công luôn. Kéo thằng nào? Đi quê nhà thôi. Kéo hai thằng hộ cái cánh lên công luôn. Đá 2 CB, à 2 CB thôi. Thế thôi, đá 1 CB thôi. Để cho đi quê hoạt động hết cái năng suất nó đi. Một trong những vệ vĩ đại nhất cái thế kỷ vừa rồi. Đó, mà lại cái xe lát ra bố mừng. Để cho xe lát vào phía mình đi. Cái mô mừng cái mình lắp tăng được. Đây đây đúng rồi, ý thôi là như này đúng không? Chủ ác người ta đã lắp con Casillas ra mô mừng rồi, người ta ý đồ, người ta ông chả hiểu gì cả. Kéo bỏ hết cái vị trí CB lên, đấy, lên giờ lên mờ để cho đứng mình. Đây này đúng không? Ừ. Đây này đúng không? Đấy, tận cái gì đâu mà đúng rồi, mô mừng rồi còn có 435 hơn bao rằng rồi. Đấy. Xong luôn. Đá thế này nó mới có tình huống như. Đá này là mới chất này. Mô mình Messi mô hot làm hết. Đầu đấy. Messi mất bóng cái mà không ai ở nhà luôn. Nhưng mà đối thủ vẫn đá hơi non. Hơi non một tí. Cứ một đường chuyền, cứ một đường chuyền là lên. Rồi, sẽ đây đúng không? Nào, sao? Trời ơi, tôi quên mất có không CB nhầm rồi. Nghe quả báo thủ Tabi vào cái kết. Không có CB nó cứ chọc chạy thôi. Rồi, một nhá. Nói nhanh. Tất được rồi.